chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Cho màn kéo xuống. Rất là vui bởi vì ngày hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn này không đồng ý, nhưng cuối cùng hai bạn cũng đã tìm được ở một cái điểm nào đó tương đồng. Và chắc chắn rằng từ cái điểm tương đồng đó các bạn sẽ thành công trong cái tình yêu của họ. Xin mời em bước lên phía trên này. Quá là duyên dáng không các bạn? Mời em ngồi. Trời ơi, sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi, bên đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi ạ. 24 tuổi. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? Em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình? Hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã, rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. Em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá. Hấp cái tuần ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm, thì em thì ở lại Hà Nội. Thế sau đó tình yêu khoảng cách thì mình không đến được nhau. Và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Đừng có tự tin quá nha. Hiền đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Đúng rồi. Nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. Chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. Rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Dạ. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản, cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thằng nào về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Em này, thế thì em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4 đến 5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ? Cô ấy phải có trí thức. Với ngoại hình? Dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương. Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi. Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ em không thích bạn trai mình biết hút thuốc. Có không không? Không ạ. Không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Dạ, em một chén là gục luôn ạ. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? Dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ thế nào? Mẹ bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì đó? Mông to ạ. Tuyển con dâu mông to. Chị vậy, chị vậy. Quá. Cái này chị cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao dạ, là như vậy? Dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ.
Em không vừa vừa cũng để được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu, rất là xinh đẹp nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được hết. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có các tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to, em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu người hơn tuổi ạ. Trời, sao tôi nhục từ dữ. Từ chối cắt tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi anh gì Linh. Măng nhục không? Em thuộc về anh nên người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi, để anh xem mặt giùm em ha. Dữ chưa? Bé đi ngụt. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ, mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết, bên kia có dặn. Mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Nhưng bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng đã đến. Để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không? Màn đâu, kéo lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi, đừng có gãi nữa. Sao nãy anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vất vai. Dạ tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gái nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì anh? Anh sợ mất độ cao. Ở đây xuống đây là có cao không em? Ở đây nhảy xuống đây được không? Được, được, chưa đến nỗi. Có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh ơi. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn. Bạn ấy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ em nghĩ là tình yêu phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Dạ. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi. Từ từ nôn nóng quá. Từ từ em. Làm dữ vậy. Rung nào nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Tôi nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái?